Nếu mà cùng phân khúc thì chỉ có Honda City và Hyundai Accent có cửa gió điều hòa người thứ hai, nhưng mà chúng ta không thể điều chỉnh tốc độ gió ở đây, nhưng mà mẫu xe này lại được trang bị. Đấy, đây chính là những cái mà nó điểm nó hơn. Vâng, xin chào mọi người, mình là Khải đến từ NK. Mẫu xe mà đứng bên cạnh Khải đây ngày hôm nay Khải sẽ giới thiệu cho mọi người là một mẫu xe được định vị trong phân khúc hạng B, nhưng mà giá của nó thời điểm hiện tại bây giờ bán ra thì nó không thể so sánh với các đối thủ cùng phân khúc được, mà nó chỉ giá của nó chỉ ngang như các đối thủ dưới phân khúc thôi, là phân khúc hạng A. Ví dụ có thể kể đến như là Kia Morning và Hyundai Grand i10. Vâng, mẫu xe Khải giới thiệu đây chính là Nissan Sunny phiên bản XT Quixley, hay còn gọi là XT Premium, được sản xuất năm 2019, số tự động. Mẫu xe này NK đang chào bán là 365 triệu đồng. Và mọi người cũng thấy rồi, 2019 kiểu dáng sedan mà giá bán chỉ có 365 triệu đồng thôi. Nó rất là rẻ nếu mà so sánh cùng với Hyundai Grand i10. Có thể nó đánh giá là ngang bằng hoặc thậm chí là thấp hơn. Rồi chúng ta lại được một mẫu xe đến từ thương hiệu Nissan của Nhật Bản, đi rất là lành, rất là bền. Nhược điểm của nó thì nó không được ưa chuộng tại thị trường miền Bắc, nên là cả nói chung là cả Việt Nam mình, nên là nó đã khai tử dòng này và nó thay thế dòng Nissan Altima. Nhìn nó ngầu hơn, nó thiết kế đẹp mắt hơn. Nhưng về tổng quan thì mẫu xe này 2019 và giá bán chỉ có 365 triệu thì Khải thấy là một con số hợp lý, và cái mức tiền bỏ ra nó cũng rất là nhỏ nhắn thôi, mà chúng ta lại được một mẫu xe sedan. Đây chúng ta nhìn nhá, về cái ngoại thất của nó, đây là phiên bản Quixley, thì chúng ta nhìn nó được trang bị các body kit thể thao hơn rất là nhiều các phiên bản thường. Nissan Sunny thì có tổng cộng là 5 phiên bản. XL là phiên bản số sàn, sau đó là đến XT, XT thường, XT Premium, và cao hơn nữa là phiên bản XV và XV Premium. Đây thì chính là phiên bản chung. Vâng, 2019 còn khá là đẹp luôn. Màu của nó chính là màu xanh rêu nhá. Nissan thì cực kỳ là nổi tiếng màu xanh rêu này. Ví dụ như những người đàn anh của nó như Nissan X-Trail, màu xanh rêu đây cũng là màu cực kỳ là hot luôn. Đó, chúng ta sang phần phía đuôi này của nó một chút này. Đây, XT Premium nhá. Còn anh em nào thích thì có thể gọi là XT Quixley cũng được, Nissan Sunny. Đó, nó có những cái bộ body kit ở đây, nhìn nó ngầu, nó thể thao hơn khá là nhiều. Nhược điểm chính của mẫu xe này đó chính là cái phần nội thất của nó, thì lát nữa Khải sẽ giới thiệu cái phần nội thất của nó, tại sao nó nhược điểm nó như là như thế. Thứ hai là cái thương hiệu Nissan này này, nó không được ưa chuộng lắm, đâm thành ra giá của nó rất là rẻ, và doanh số thì bán thì nó cũng ì ạch thôi, nó không bán được nhiều lắm. Nhưng nếu mà chúng ta có cái ngân sách nhỏ thì nên đầu tư vào mẫu xe này, kể cả chạy dịch vụ cũng rất là hợp lý luôn. Rồi, theo công bố của nhà sản xuất thì mẫu xe này đi đường ngoài đô thị là có 4,89 lít thôi. Khá là hay luôn này, cực kỳ là hay. Đó, kết hợp có 6,3, và tất nhiên ở trong đô thị là nó lên con số là 8,9 lít. Mẫu xe này thì nếu mà mọi người lấy về chạy dịch vụ cũng rất là ok. Rồi, chúng ta xem cái phần nội thất của nó nhé. Đầu tiên đó chính là cái phần ưu điểm của hàng ghế thứ hai. Đây chúng ta nhìn này, ghế thứ hai của Nissan Sunny rất là rộng luôn, có thể so sánh cùng với lại Vios và Honda City. Tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta có cái hệ thống cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, thậm chí là hai cái cửa gió nó rất là to, và chúng ta điều chỉnh được cả cái tốc độ gió ở đây. Đấy, nếu mà cùng phân khúc thì chỉ có Honda City và Hyundai Accent có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, nhưng mà chúng ta không thể điều chỉnh tốc độ gió ở đây, nhưng mà mẫu xe này lại được trang bị. Đấy, đây chính là những cái mà nó điểm nó hơn. Rồi, tiếp theo nữa về cái tông màu nội thất của Nissan Sunny, thường thường được trang bị là tông màu ghi. Chúng ta nhìn đấy, cái tông màu ghi thì nhìn cảm giác chiếc xe nó rất là sang. Và đây là bộ ghế da nguyên bản của xe, ghế còn rất là căng, mịn luôn. Đấy, chúng ta nhìn này, hàng ghế thứ hai của nó. Vâng, chiếc xe này là tư nhân một chủ, đăng ký lần đầu là tháng 8 năm 2019. Ở đây thì chúng ta có một cái bệ tì tay và có hai khay để cốc, ngồi rất rộng và thoải mái luôn. Vâng, bước vào trong khoang cabin của mẫu xe Nissan Sunny phiên bản XT Premium, dễ dàng nhận thấy thì khi chúng ta đây, phiên bản Premium nó có cái nẹp bước chân và có logo hình Sunny ở đấy. Đó. Thực ra thì các phiên bản nó chỉ lệch nhau có tầm 15 đến 20 triệu thôi, nên là những cái option nó khác biệt nhau nó không có là gì nhiều. Đây là phiên bản XT nên là xe được trang bị là chìa khóa điện chọc như này. Còn phiên bản cao cấp hơn nữa là XV thì được trang bị là Smart Key rồi. Đó. Rồi, một mẫu xe thì nó rất là đơn sơ, nghèo nàn về option, nó không có gì, đặc biệt là cái phần vô lăng này, có mỗi cái phím còi và có túi khí ở đây. Hết, không có gì cả. Nhưng được cái thì là chất xe nó rất là ok.
Về tính năng an toàn thì xe được trang bị là hai túi khí trước, còn lại là không có túi khí nào. Hệ thống giải trí của nó cũng chỉ được trang bị một cái màn hình cảm biến, phải nhớ không nhầm nó chỉ có tầm 7 inch thôi. Đó, có cả việt map các thứ ở đây. Không biết còn dùng được không? À, vẫn dùng được bình thường. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta có hệ thống điều hòa của nó nhé. Điều hòa thì tất nhiên, điều hòa Nhật thì nó rất là mát rồi, cực kỳ là mát. Phiên bản XT thì được trang bị là điều hòa cơ, kể cả phiên bản Premium này cũng thế, toàn bộ là điều hòa cơ. Nâng cấp lên phiên bản XV bắt đầu mới là điều hòa tự động. Tất nhiên rồi, mọi người nhìn này, cái phím xoay của nó này, nó còn rất là nhạy và trơn tru nhá. Thậm chí khi chúng ta xoay cái này, chúng ta cảm giác thấy là cái cửa gió nó đang hoạt động như nào. Rồi cái lấy gió trong gió ngoài như thế này, kéo này, nghe tiếng phật 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 luôn. Đấy, thì nó rất là bền, cực kỳ là bền đối với những dòng điều hòa cơ như thế này. Đó. Ở đây thì phía bên tay trái Khải thì có phần chỉnh gương, gương gập điện rồi. Đấy, chúng ta nhìn này, phần gương chiếu hậu là gập điện nhá. Đấy. Đây là một chiếc xe mà một chủ từ đầu đăng ký lần đầu là tháng 8 năm 2019, đã lăn bánh được 29.000 cây. Rồi một chiếc xe mà không chạy dịch vụ 29.000 cây thì chúng ta nhìn cái phần nội thất người ta đi còn rất là giữ gìn luôn. Ghế hàng phụ còn rất là căng. Đó, căng và đẹp luôn. Tiếp theo nữa, cái điểm trừ ở phần nội thất đó chính là cái phần củ số này này. Nó thiết kế nó không được đẹp lắm. Đây mọi người nhìn không? Đấy, nó không được đẹp. Nhưng được cái nó rất là bền, cực kỳ là bền. Hộp số của mẫu xe này được trang bị là hộp số vô cấp. Khải xin lỗi nhé, hộp số 4 cấp thôi. 4 cấp không phải là vô cấp. Rồi những cái cửa gió điều hòa này của nó này, chúng ta nhìn không? Nó rất giống những chiếc xe tải nhá. Đó, đây chính là những cái điểm trừ của nó. Rồi phần cuối cùng đó chính là phần máy nhá. Rồi phần cuối cùng Khải muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là khối động cơ bên dưới nắp capo của mẫu xe Nissan Sunny phiên bản XT Premium. Động cơ của Nissan Sunny phiên bản này được trang bị động cơ i4 4 xi lanh thẳng hàng, công suất khoảng 98 mã. Đó. Về phần động cơ thì nó cũng không có gì cả, cũng có van biến thiên các thứ rồi, đi cũng khá là tiết kiệm, êm ái. Hộp số thì hơi ít cấp, chỉ có 4 cấp thôi. Đây chúng ta nhìn máy của nó vẫn là zin và nó cũng chưa có hiện tượng bị ẩm dầu, chạy dầu. Có cả bộ chấp hành phanh AMS. Đó. Khung xương dàn giật rồi là capo em này cũng chưa ra nhé mọi người nhé. Đây cũng chưa ra. Rồi vừa nãy thì Khải cũng có cơ hội là cầm lái đánh từ công ty ra đây với quãng đường khoảng tầm 3-4 cây số thì cảm giác lái của nó thì cũng rất là êm ái mượt mà, vì nó chỉ là một mẫu xe thuộc phân khúc hạng B thôi. Vâng, rất là nhanh nhá, Nissan Sunny phiên bản XT Premium hay còn gọi là XT Quixely, được sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu là tháng 8 năm 2019, tên tư nhân, biển gốc thành phố đã rút sẵn rồi. Xe này thì hồ sơ đã cầm tay nhá, đã cầm tay, chúng ta có thể sang tên trong vòng nốt nhạc về Hà Nội thôi, với chi phí cực kỳ hợp lý, chỉ có 365 triệu đồng thôi. Rồi, mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này thì xin mời mọi người hãy inbox trực tiếp cho Khải nhé.